bàn rồi các bạn. Rồi đấy, em định mai chủ nhật là em mới làm clip em quay em bán cho các bác xem thôi. Đấy, nhưng mà vừa giờ em lắp thử một quả này vào. Lắp thử một quả, bây giờ em mở đúng một quả này thôi các bác nhé. Đấy, rút ra phát là tiền luôn. Tại hôm nay em Hải không có nhà, là một mình em làm, nên là không quay không vừa quay vừa tháo cho các bác xem được. Đấy, bây giờ em mở đúng một quả này thôi. Cái lô bát này em về mua thanh lý được của thị trường các bác này, mua thanh lý của thị trường. Giá em mua được mà gọi là em bán ra ngoài lại rẻ hơn cả bên Trung Quốc bán cho thợ bên Việt Nam luôn các bác nhé. Đấy, cái cặp này em sẽ bán là 1.300.000 một cặp, không bao gồm phí vận chuyển nhé. 1.300.000 một cặp, không bao gồm phí vận chuyển. Bác nào mà chuyển khoản thì em sẽ tính là 1.200.000 và em bao ship luôn. Đấy, các bác nghe rõ em ấy nhé. Đây, bát 30, màng chống nước các bác nhé. Màng chống nước gân vải tẩm dầu. Đấy, tiếng bát đánh gọi là uy lực luôn. Bát là từ 17 và côn 75 các bác nhé. Từ 17 côn 75 nó là một cái hình mẫu gọi là lý tưởng cho bát 30 rồi. Đấy, rất nhiều các hãng bát 30 đều sử dụng cái cấu hình này từ 17 côn 75. Đấy, nó như kiểu là một cái mẫu chung chung của bát 30 rồi. Đây, em tháo luôn cho các bác xem luôn. Các bác lại bảo là không phải cái bát đấy. Đấy, định là mai chủ nhật là mới lên clip thôi, tại vì có 40 cặp thì bán chưa lên clip, nhưng mấy anh em cũng mua cũng phải được hơn chục cặp rồi. Đấy, đây coi nhá, đúng cái loài luôn. Đấy, cái thùng loa nó làm dây nó hơi ngắn, nghe chất lượng gọi là không khác gì những cái cặp loa mà 9-10 triệu mà em bán nhá. Đấy, tại vì đây là mua thanh lý lại rồi, thị trường người ta bắt hàng ấy, xong bây giờ lâu lâu là người ta thanh lý lại ấy. Thế là không biết là cái lô loa nếu mà mua mới ở Trung Quốc thì là bao tiền, nhưng mà thị trường người ta thanh lý lại thấy giá hợp lý quá lại mua về phục vụ các bác. Và từ trước giờ em không buôn hàng bắt rời các bác nhé. Đấy, chỉ có một lần duy nhất thôi. Đấy, sau cái lần này mà các bác là mua chơi hay mà muốn mua lại thì em cũng chả có để mà bán ấy. Tại vì em không buôn bắt rời. Đấy, tất cả là còn nguyên thùng này hết các bác nhé. Đấy, còn nguyên thùng này, nguyên hộp xốp, nhưng mà thấy hộp xốp cũ rồi chắc cũng bị bắt khá lâu rồi. Đấy. Đấy, bát cũng khá là nặng các bác nhé, bát khá là nặng, từ 17 côn 75. Đây, nó ghim luôn mã đây, 12F1 12F1775. Đấy, đây trên thùng này nó cũng ghi luôn mô đen của nó đây các bác này. Đấy, 12F1775G. Đấy, bát khá là nặng các bác nhé. Đây, cái bích rất là dày. Đấy. Đấy, keo của côn nhìn rất là khôn các bạn, keo của côn nhìn rất là đẹp này. Đấy. Đấy, các bác nhìn cái loa này có thấy nó có chất không? Đấy, em bán cho các bác là 1.300.000 một cặp, không bao gồm phí vận chuyển. Đấy là dành ship code, còn bác nào chuyển khoản thì 1.200.000 em bao ship luôn. Đấy, dầu rất là to bác này. Đấy, dầu rất to, màng sâu. Đấy, và thích một cái là màng chống nước các bác này. Đấy, màng chống nước luôn, nhìn bát rất là đẹp. Đấy, vừa giờ em lên thùng ấy, lắp lên thùng ấy, nhìn đẹp mã dã man luôn. Đấy, còn chất âm của nó thì các bác không phải lo, vừa giờ em mở một quả đấy. Đấy, các bác nhìn này, khi lên thùng này. Đấy, nhìn chất chưa. Đấy, vừa giờ đánh thử thấy gọi là chất âm của nó ok quá, thế nên là quay luôn lên một đoạn trước để các bác nào mà có nhu cầu đặt hàng nhanh cho. Đấy, còn những cái bác mà trong 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 khu cách ly khu dịch ấy, thì thông cảm giúp em.
là nếu mà trong khu cách ly mà không không giao được ấy, thì em không sẽ không ship hàng được, tại vì ship thì mất công của cả hai bên thôi. Mai em sẽ gọi là lắp vào mấy đôi rồi em sẽ lên clip chi tiết em so sánh. Rồi, xin chào các bác nhé.